Đã mấy ngày rồi Tiểu Lục Cân không gặp Tiểu Thất Nguyệt, hai đứa nhóc liền leo lên mái nhà ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn thật đấy. Lục ca, anh xem. Đúng vậy, muội muội, em nhìn xem, đây đều là những thứ em thích ăn đấy. Đều cho em cả ư? Hay là giữ lại một ít cho mấy đứa đại bảo? Yên tâm đi, anh đã mang một phần khác cho tụi đại bảo rồi. Chỗ này cho mình em thôi. Vậy thì đa tạ Lục ca. Lục ca, lần này anh thi phủ thế nào rồi à? Lục ca của em là ai chứ? Đương nhiên là đầu bảng rồi. Lục ca, anh thật lợi hại. Muội muội, em nhìn xem phía dưới có người đang nói chuyện kìa. Hai đứa phát hiện trong sân đang có người thì thầm nói chuyện. Bèn ngóng cổ lắng nghe. Tử Văn, muộn thế này rồi con còn gọi mẹ ra đây làm gì thế? Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con đi cầu thân được không ạ? Con sợ nhà họ Cung lại tới gây chuyện. Không bằng chúng ta hãy đính ước với Trang muội muội sớm một chút. Như thế cũng cắt đuôi được nhà họ Cung. Đứa trẻ ngốc, đây là chuyện tốt. Bình thường nhìn con thật thà như thế, không ngờ lại chỉ có con là mạnh dạn nhất. Con là đứa đầu tiên đến bảo mẹ đi đính ước đấy. Con không đẹp trai bằng Tam ca, Ngũ đệ và Lục đệ, cũng không có bản lĩnh như Đại ca và Nhị ca. Nếu con không nỗ lực một chút thì đâu còn hy vọng gì đâu ạ. Đại ca, Nhị ca, Ngũ đệ, Lục đệ của con đều do mẹ sinh ra. Các con đều ăn cơm nhà họ Đàm mà lớn lên, có gì khác đâu chứ? Mỗi người có một thế mạnh riêng, con đừng nghĩ bản thân không tốt. Con nhìn xem, mấy con tầm chúng ta nuôi hiện giờ, mấy tấm bài thẳng thớm đó đều là do con làm ra đấy thôi. Đàm Tử Văn nghe xong trong lòng tràn đầy ấm áp. Dạo này con cũng ít đến trường hẳn. Có phải con cũng có hướng đi của riêng mình rồi không? Đúng thế à? Mẹ à, con muốn tập trung vào việc dệt vải ở nhà mình. Như vậy cũng tốt, học nghề cũng có thể trở thành trạng nguyên. Nói không chừng con có thể thành công nhờ việc dệt vải này đấy. Giờ con cũng được coi là tú tài rồi. Kiến thức cũng đã đủ dùng, không muốn đi thì đừng đi. Đàm Tử Văn nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Chuyện hôn sự và học hành mẹ cũng đều đồng ý rồi đấy. Giờ, con không còn vấn đề gì nữa rồi phải không? Không ạ, hết rồi ạ, con đi ngủ nhé. Ba Đàm mỉm cười, cũng quay người đi vào phòng. Lục ca, anh xem, chúng ta lại sắp có chị dâu nữa rồi đấy. Lần này là tứ tổ. Đến lúc đó có phải chúng ta lại phải làm chăn không? Đúng vậy, chắc chắn rồi ạ. Khi hai người đang trò chuyện say sưa, Đàm Tam Nguyên đột nhiên thò đầu lên từ dưới mái hiên. Hai đứa ở đây làm gì thế? Tiểu Lục Cân ngạc nhiên. Tam ca, sao anh lại lên đây? Đàm Tam Nguyên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh họ và nói. Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại nghe thấy hai đứa em ngồi trên này nói chuyện. Tam Nguyên, anh vẫn rất khỏe mà, sao lại không ngủ được? Cũng không phải là việc lớn gì, là vì bên quân định muốn hòa thân với chúng ta. Định gả công chúa qua đây. Đôi mắt của Tiểu Lục Cân sáng lên. Tam ca, chẳng lẽ hoàng thượng muốn gả công chúa cho anh sao? Hoàng thượng của thực chuẩn bị cử một hoàng tử tới hòa thân. Tiểu Thất Nguyệt và Tiểu Lục Cân thở dài. Nhưng người đó không phải anh. Tiểu Thất Nguyệt và Tiểu Lục Cân lại vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Đàm Tam Nguyên. Hoàng thượng định để Lục hoàng tử Tuyên Hàn cưới công chúa. Tuyên Hàn ư? Chính là Hàn Tuyên, trước đây từng tới nhà chúng ta làm công rồi không chịu rời đi. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung, Hàn Tuyên vừa nghe thấy tin phải lấy công chúa thì bật khóc. Phụ hoàng, con có thể không cưới công chúa của quân địch được không ạ? Lục điện hạ, ngài vẫn nên quay về đi thì hơn. Hoàng thượng sẽ không gặp ngài đâu. Từ công công, ông giúp ta nói chuyện với phụ hoàng đi. Ta không muốn cưới công chúa đâu. Lục điện hạ, nô tài nghe nói vị công chúa này tướng mạo như hoa. Sao ngài lại không muốn lấy chứ? Từ công công, ta không muốn lấy công chúa. Ta chỉ muốn trồng ruộng thôi. Từ công công sửng sốt. Ây da, điện hạ của tôi ơi. Ngài đang nói đùa cái gì vậy? Hoàng thượng bảo ngài lấy công chúa đều là vì tốt cho ngài. Hòa thân với công chúa cũng là tạo phúc cho dân ta. Mượn lý do này, hoàng thượng cùng sẽ phong ngài làm vương gia. Vinh hoa phú quý cả đời này ngài cũng không hưởng hết. Vinh hoa phú quý thì có ích gì chứ, còn không bằng trồng ruộng. Từ công công, ông cứ thay ta nói với hoàng thượng một tiếng, nói rằng ta thà chết cũng không cưới. Lục điện hạ, lời này không thể nói được đâu. Nếu hoàng thượng biết được sẽ chém đầu ngài đấy. Hàn Tuyên càng khóc thảm hơn. Lục điện hạ, không phải ngài muốn trồng ruộng sao? Điều này đâu có mâu thuẫn với việc lấy công chúa đâu chứ. Ngài có thể vừa lấy công chúa vừa trồng ruộng mà. Từ công công, thật vậy sao? Có thể vừa cưới công chúa vừa trồng ruộng thật sao? Đúng vậy ạ, ngài nghĩ xem, sau khi cưới công chúa, hoàng thượng sẽ phong ngài làm vương gia. Tới lúc đó còn thưởng cho ngài một mảnh đất. Ngài chỉ cần xin hoàng đế mảnh đất ở Phủ Lô Châu là được. Ngài ấy sẽ phái ngài đến làm vương gia ở Phủ Lô Châu. Đến lúc đó, muốn trồng ruộng hay là một vương gia nhàn nhã, không phải đều là do ngài quyết định sao? Hàn Tuyên cho tỉnh ngộ, đảo mắt suy nghĩ. Đợi sau một hồi lâu, cậu liền ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Đợi Hàn Tuyên vừa đi, Ngụy Đế thò đầu ra hỏi, nó đi rồi à? Hồi bẩm hoàng thượng, đã đi rồi ạ. Ngươi nói xem, mấy đứa con trai của trẫm chẳng có đứa nào quan tâm đến hoàng vị. Nếu cứ như thế em là không có ai kế vị mất. Hoàng thượng, người quên rằng vẫn có Tam điện hạ sao à? Ngụy Đế trầm tư một lúc lâu. Dạo này lão Tam đang làm gì thế? Sao không thấy nó quay lại kinh thành thế? Bẩm hoàng thượng, Tam điện hạ từ khi đi đến nay rất ít khi quay lại ạ. Vậy được, chậm đi viết thánh chỉ triệu nó quay về. À, đúng rồi, Đàm Nhất Lặng lập được đại công. Thế nên chậm quyết định phong cậu ấy làm Kiến An hầu, thưởng cho cậu ấy một ngôi nhà lớn ở huyện Bình Dương. Vâng,
Thưa hoàng thượng, ôi trời đất ơi, ngôi nhà này lớn thật đấy. Nhân Lạng à, đừng nói là sinh ba đứa, con có sinh thêm ba đứa nữa vẫn có thể ở đủ đấy. Mẹ à, mẹ đừng nói thế, ba đứa là đủ rồi, ba đứa là đủ rồi ạ. Cho tụi nhỏ à, này Nhất Lạng cũng coi như đã yên bề gia thất rồi, chúng ta cũng yên tâm được rồi. Yên tâm ư? Nhà chúng ta vẫn còn năm đứa nhóc kia kìa. Nói rồi nhìn sang phía mấy đứa Tiểu Thất Nguyệt. Tiểu Thất Nguyệt đang ngắm cá bên bờ ao. Trang tỷ tỷ, chị nhìn xem, con cá này to tròn chưa này? Thật thú vị. Đúng vậy, em mau nhìn kìa, bên kia có cá chép nhảy lên kìa. Ánh mắt của bà Đàm và ông Đàm bị thu hút. Cùng nhìn về phía ao nước, Xuân Mai là một khởi đầu tốt đấy. Khởi đầu tốt. Đúng vậy, chắc sau này cuộc sống của nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt cho xem. Lúc này, Đàm Nhị Tiền cũng đi về phía họ. Mẹ, hai người đang nói gì thế à? Nhị Tiền à, vừa rồi trong phủ của đại ca con vừa có cá chép vượt long môn đấy. Cha con nói là khởi đầu tốt đấy, nói cuộc sống của đại ca con sẽ càng ngày càng tốt. Cha, mẹ, tranh thủ hôm nay đại ca vào nơi ở mới, con trai sẽ nói cho hai người thêm một tin vui nữa. Tin gì? Tô lụa nhà chúng ta làm lần này vừa mang tới kinh thành, đã được mấy gia đình giàu có tranh giành mua hết rồi ạ. Giành hết rồi ư? Vừa mới mang tới kinh thành có bao lâu đâu chứ? Mới khoảng 10 ngày ạ. Cũng tức là nói cả một xe ngựa tơ lụa của chúng ta chỉ tốn chưa đầy 10 ngày đã bán hết rồi ạ. Bà Đàm nghe thấy vậy thì tim cũng đập thình thịch. Suốt một năm nay, Tử Văn, Tiểu Thất Nguyệt và Vãn Điệp đều luôn nghĩ cách làm ra tấm lụa mỏng nhất. Đúng là ông trời không phụ lòng người, sau một năm vất vả ngày đêm, chúng nó cũng đã tạo ra được loại lụa mỏng nhất hiện nay, cuối cùng cũng bán được hết. Mẹ, tấm lụa đó nhẹ nhàng mát mẻ, quan lại quý tộc đương nhiên đều sẽ muốn giành lấy. Mẹ cũng không cần quá ngạc nhiên, vẫn nên mau làm thêm một ít thì hơn. Nghe nói mấy nương nương trong cung đều muốn mua đấy ạ. Được được được, thế nhưng mấy con tầm huyết này đều rất khó nuôi, nếu muốn đợi lâu hàng sau chắc phải đợi mấy tháng đấy. Không vội đâu mẹ à, số tiền chúng ta kiếm được lần này em rằng cả đời cũng không dùng hết. Khoảng bao nhiêu tiền thế? Đàm Nhị Tiền duỗi năm ngón tay ra. Mẹ xem, là chừng này ạ. 500 lượng bạc ư? Là 5.000 lượng ạ. Nhiều thế sao? Lúc đó Đàm Tử Văn cũng bước tới nói, mẹ, là thế này, nhị ca vừa mới mang tới kinh thành bán nên vẫn chưa dám ra giá, nên chỉ bán được khoảng 1.000 lượng, nhưng lúc còn lại 10 tấm cuối cùng, mấy phu nhân và tiểu thư đều thi nhau giành lấy, cuối cùng nhị ca tới bảo ai ra giá cao sẽ có được, nên bọn họ lại tranh nhau ra giá cao, thế nên đã biến thành 5.000 lượng bạc. Hóa ra là do có quá nhiều người muốn mua nó nên mới tăng giá như vậy. Mẹ ơi, chỗ lụa đó vô cùng chân quý, xứng đáng với mức giá này. Được, dù sao thì thứ đồ này cũng là để kiếm tiền từ các phu nhân tiểu thư nhà quý tộc. Đàm Nhị Tiền được khen, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mẹ, giờ chúng ta có tiền rồi, vậy sao cha không đưa mấy đứa Tiểu Thất Nguyệt lên huyện sống luôn à? Chuyện đó làm sao được, lần trước đã nói với con rồi, mấy mảnh ruộng ở làng Phong Bình không thể vứt được, hơn nữa hiện giờ cây ăn của trong vườn nhà chúng ta đã kết rất nhiều trái, phải có người chăm sóc chúng. Vâng thưa cha. Vậy hay là lát nữa chúng ta ra chợ nhé, mua một ít đồ cho ngôi nhà cũ, vừa hay mua một cái giường lớn hơn một chút cho Tiểu Thất Nguyệt. Diệp Cửu Nhi đứng một bên bước tới nói, đúng vậy, mẹ à, chúng ta đừng đứng trong sân nữa, mau vào nhà xem thử đi ạ. Được, chúng ta mau đi thôi. Đến nửa đêm, mấy người chàng Vãn Điệp mơ hồ nghe thấy tiếng động trong sân. Tiểu Thất Nguyệt, em có nghe thấy ngoài sân có tiếng động không? Tiểu Thất Nguyệt vảnh tai lên nghe, sau đó liền nhỏ giọng nói, chị khoan hắng nói, em đi ra xem thử, em đi một mình không an toàn, chị đi cùng em. Vậy cũng được ạ, chị cứ đi phía sau em, nếu có chuyện gì chị nhớ chạy trước đi nhé, chị sẽ không bỏ em một mình đâu. Nếu có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau chạy. Người trong sân có lẽ đang nghe thấy tiếng bước chân, liền vội vàng nhìn về phía bọn họ. Là ai đó? Tiểu Thất Nguyệt và chàng Vãn Điệp bị tiếng kêu đó dọa sợ, liền nhanh chóng tới xem, thì thấy một thiếu niên mặc quần áo thô sơ. Tiểu Thất Nguyệt, sao các em lại ở đây? Hàn ca ca, sao anh lại tới đây? Chuyện này nói ra thì dài, chúng ta vào phòng rồi nói. Được, anh đi theo em nhé. Nói rồi, cô bé đưa Hàn Tuyên sang gian phòng bên cạnh. Hàn ca ca, không phải anh đang ở kinh thành sao? Sao lại lén lút xuất hiện trong sân nhà đại ca của em thế? Đây là sân nhà của đại ca em ư? Vâng à, là hoàng thượng ban thưởng đấy ạ. Mới chuyển đến mấy hôm nay. Trùng hợp thật đấy. Anh còn nghĩ đây là nhà của phú hộ nào đó không cần tới nữa, vì thế tranh thủ lúc không có ai, đã lén chạy đến đây ở. May mắn ở đây là nhà đại ca của em đấy, nếu không anh đã bị người ta coi là trộm mà bắt lại rồi. Vậy cũng không được đâu, anh trốn ra đây đấy, nếu bị bắt lại, nhất định sẽ bị đưa về kinh thành mất. Tiểu Thất người che miệng cười khúc khích. Anh còn chưa nói vì sao đột nhiên anh lại chạy tới huyện Bình Dương đâu đấy. Phụ hoàng của anh bảo anh phải lấy công chúc của quân địch, vốn dĩ anh không đồng ý, sau đó lại nghe lời từ công công mà đồng ý rồi. Nhưng ai ngờ vị công chúa đó lại là một con hổ cái cơ chứ. Thế nên anh bèn tranh thủ lúc chưa thành hôn, liền lập tức chạy trốn, một thân một mình đi đến phủ Lô Châu. Cũng mới đến huyện Bình Dương không bao lâu, nghĩ tới Tam ca đang ở thôn Phong Bình nên cũng không dám đi. Đúng rồi, em nghe Tam Nguyên nói công chúa rất xinh đẹp mà, sao anh lại nói cô ấy là hổ cái chứ? Có một lần anh đang đi trên đường, không cẩn thận va phải cô ấy, thấy cô ấy đang cầm roi quất một người đàn ông. Người đàn ông đó đã làm gì thế à? Nhìn như là một tên trộm. Tiểu Thất Nguyệt và chàng Vãn Điệp nghe thấy lời Hàn Tuyên nói, liền bốn mắt nhìn nhau, rồi bật cười. Tiểu Thất Nguyệt, em cười cái gì vậy?
Hàn ca ca, vị tỷ tỷ đánh trộm đó không phải hổ cái đâu. Không phải hổ cái thì là gì? Hai người chưa nhìn thấy đó, cô ấy mới quất roi một cái. Tên trộm liền lăn lộn dưới đất la hét ầm ĩ. Anh nhìn thấy còn đổ cả mồ hôi. Trang Vãn Điệp bước tới nói, cái đó là nữ trung hào kiệt. Đúng vậy, chính là nữ trung hào kiệt đấy ạ. Trước đây em đã từng nghe đại ca nói, nữ tử ở chỗ cô ấy, không hiểu điệu thục nữ. Giống như mấy tiểu thư quan gia ở Đại Ngụy chúng ta, họ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa. Vì vậy tính tình cũng hào sảng hơn một chút. Chứ tuyệt đối không phải là hổ cái như trong miệng anh đâu. Vậy xem ra là anh hiểu lầm cô ấy rồi. Thế nên Hàn ca ca, anh mau sớm quay lại kinh thành đi. Nếu không hoàng thượng sẽ trách tội anh đấy, có khi còn là trọng tội cơ. Hàn Tuyên lắc lắc đầu. Không được, anh trốn thì cũng đã trốn rồi, không thể quay về được. Hàn ca ca, anh không sợ công chúa trực tiếp tới đây tìm người sao? Hàn Tuyên lại lắc đầu nguẩy nguậy. Không thể nào, cô ấy đường đường là công chúa. Anh không cưới thì cũng sẽ có người khác cưới cô ấy. Nhất định sẽ không chạy đến chỗ này tìm một người vô dụng như anh đâu. Lời cậu rất kiên quyết. Tiểu Thất Nguyệt và Trang Vãn Điệp cũng không khuyên bảo được. Vừa hay, Đàm Tam Nguyên bị tiếng động bên này đánh thức. Ôi, sao mình ngốc thế nhỉ? Nếu Tiểu Thất Nguyệt và Thầm Thầm đều đã tới huyện Bình Dương, vậy thì Hoàng Huynh nhất định cũng sẽ tới. Đàm Tam Nguyên không trách Hàn Tuyên, thay vào đó lại nhẹ giọng nói, tới thì đã tới rồi, cũng không thể đuổi em quay về thế này được. Đợi lát nữa anh sẽ viết thư cho Phụ Hoàng, nói em nhớ anh nên đến huyện Bình Dương tìm anh. Đợi 10 ngày nữa rồi quay về. Hoàng Huynh, anh thật tốt. Hôn sự với công chúa là chuyện lớn của hai nước. Dù em có gì không thể nói riêng với Phụ Hoàng, cũng tuyệt đối không nên bỏ chạy như vậy. Tiên Hàn, em cũng đã không còn nhỏ nữa, phải giống như một người đàn ông. Em biết rồi, thưa Hoàng Huynh, cũng không còn sớm nữa. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi, đợi đến sáng mai cùng bọn anh ra chợ mua vài món đồ rồi về làng Phong Bình. Hàn Tuyên vừa nghe thấy được về làng Phong Bình, đôi mắt liền đầy ý cười. Vâng, thưa Hoàng Huynh.